gương mặt xa xỉ của phú bà gốc Việt sở hữu lâu đài 800 tỷ đồng. Mặc đồ tập tàng hình, nữ tỷ phú gốc Việt khoe dáng trong căn phòng chứa túi hàng hiệu xa xỉ. Mimi Morris được biết đến là nữ tỷ phú gốc Việt nổi tiếng bởi cuộc sống nhung lụa, giàu có. Hiện tại, cô đang sống cùng chồng đại gia là ông John Morris, CEO của tập đoàn quốc tế Morris, trong căn biệt thự nguy nga hơn 800 tỷ đồng trên đất Mỹ. Không chỉ sở hữu nhiều siêu xe hạng sang cũng như những món đồ hiệu đắt tiền, Mimi Morris còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng trong showbiz như Hà Kiều Anh, Hồ Ngọc Hà, Vũ Khắc Tiệp. Mới đây, cô còn tiếp tục khiến cư dân mạng choáng váng với không gian kỷ niệm ngày cưới đẹp như khu vườn cổ tích. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến chiếc siêu xe Ferrari SF90 Stradale 33 tỷ đồng là quà cưới mà chồng Mimi Morris dành tặng cô. Trước đó, cô từng gây sốt mạng khi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật U50 do Dolce và Gabbana tổ chức với chi phí lên đến 8 tỷ đồng. Dù đã chạm ngưỡng ngũ tuần nhưng nữ tỷ phú gốc Việt vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng gu thời trang sang chảnh, giá kín người hàng hiệu. Nhờ lợi thế vóc dáng gợi cảm, Mimi Morris thường xuyên trưng diện với áo cắt xẻ táo bạo, thậm chí đăng tải khoảnh khắc khoe bộ sưu tập túi Hermes xa xỉ trên trang Instagram cá nhân. Nữ tỷ phú cũng không quên diện mốc tàng hình, tôn đường cong túi đa. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sắc vóc của bà ba con, không ít người phải trầm trồ và ví von đây là bức ảnh toát ra mùi tiền, mặc đồ tập tàng hình. Nữ tỷ phú gốc Việt khoe dáng trong căn phòng chứa túi hàng hiệu xa xỉ, nổi bật nhất phải kể đến chiếc túi Hermes bạch tạng đắt nhất thế giới. Mimi Morris được biết đến là nữ tỷ phú gốc Việt nổi tiếng bởi cuộc sống nhung lụa, giàu có. Cô có gu thời trang sang chảnh, giá kín người hàng hiệu. Mimi Morris từng gây sốt mạng khi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật U50 do Dolce và Gabbana trang trí với chi phí lên đến 8 tỷ đồng. Ở ngoài đời, Mimi Morris sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon thả, dù đã trải qua 3 lần sinh nở. Theo đuổi phong cách gợi cảm, sang chảnh, Mimi Morris thường xuyên trưng diện những outfit táo bạo, tôn đường cong S-line quyến rũ. Khăn in họa tiết monogram đến từ thương hiệu Louis Vuitton là những item không thể thiếu trong tủ đồ của cô. Sở hữu gu mặt phóng khoáng, táo bạo, Mimi Morris thích biến tấu khăn thành váy, áo lạ mắt với điểm nhấn là đường xẻ cao hun hút, phô diễn đôi chân dài nuột nà để outfit thêm phần thời thượng. Nữ tỷ phú khéo léo kết hợp với các phụ kiện như khuyên tai, mắt kính gọng to. Bà mẹ ba con tiếp tục khẳng định độ chịu chơi khi khoe dáng trong bộ bikini đắt đỏ đến từ thương hiệu Louis Vuitton. Cô không quên kết hợp thêm mũ tôm sơ tôm với xin suýt một mảnh in họa tiết monogram quen thuộc, đăng tải những khoảnh khắc khoe dáng nóng bỏng trên trang cá nhân. Mimi Morris khiến nhiều người trầm trồ vì sắc vóc ấn tượng, nữ tỷ phú lên đồ sang chảnh hết nấc, tạo dáng bên chiếc siêu xe Lamborghini màu cam. Ngoài ra, cô còn sở hữu một chiếc siêu xe Lamborghini màu đỏ khác.